Một kịch bản tương tự như cuộc đối đầu với Ghana đã diễn ra với Bồ Đào Nha trong trận đấu thứ hai gặp Uruguay. Đội bóng của huấn luyện viên Fernando Santos gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của đối thủ ở hiệp 1 và có được một khoảnh khắc mang tính định đoạt trận đấu ở đầu hiệp 2. Nếu như ở trận đấu gặp Ghana, quyết định di chuyển chiều sâu đột biến hiếm hoi của Felix mang về quả phạt đền cho Bồ Đào Nha ở đầu hiệp 2, thì Bruno Fernandes cũng tạo ra một khoảnh khắc tương tự như thế bằng đường truyền khó chịu cho pha di chuyển của Cristiano Ronaldo để khiến thủ thành Sergio Rochet bên phía đối phương phải vào lưới nhặt bóng. Và cũng chính anh nâng tỷ số lên 2-0 bằng quả penalty do chính mình tạo ra. Cầu thủ thuộc biên chế Manchester United tiếp tục có thêm một trận đấu điển hình của mình trong lối chơi không mấy ấn tượng của Bồ Đào Nha. Mờ nhạt trong hiệp thi đấu thứ nhất và tự tạo cho mình những khoảnh khắc xuất thần ở phần còn lại của trận đấu. 4 trong 5 bàn thắng của đại diện châu Âu cho tới lúc này có đóng góp trực tiếp của tiền vệ mang áo số 8. 2 trận đấu, 6 điểm tối đa, Bồ Đào Nha giành quyền vào vòng knock-out với những màn trình diễn khó có thể nói là thuyết phục. Từ Euro 2016 cho đến thời điểm hiện tại, đó vẫn luôn là hình ảnh của họ ở các giải đấu lớn. Không phải là những người áp đặt thế trận, chơi thực dụng và tạo ra khác biệt bằng khả năng tạo đột biến của những cá nhân. Từ Man United cho tới đội tuyển Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes đang cho thấy anh chính là người kế thừa xứng đáng của Ronaldo. Ronaldo từng là một tượng đài tại Man United và đội tuyển Bồ Đào Nha với những chiến tích lẫy lừng và khả năng ghi bàn thượng thừa. Nhưng anh cũng chẳng thể chống lại được quy luật của tạo hóa và đang dần bước những bước cuối cùng của sự nghiệp. Đương nhiên CR7 vẫn chưa muốn dừng lại và muốn di sản của mình tiếp tục đổ sộ thêm. Nhưng dấu vết thời gian đã in hằn lên đôi chân và trong cả khối óc của chàng cầu thủ đầy tính chiến đấu này. Ronaldo phải chấp nhận thực tế rằng anh đang chuẩn bị về vườn để cho lứa thế hệ kế tiếp có thể kế tục di sản của mình. Và không ai xứng đáng hơn Bruno Fernandes tại cả Man United lẫn đội tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo đã chia tay Man United trong sự ồn ào không đáng có. Anh có lẽ cũng chỉ có thể khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha tới hết World Cup 2022. Và ở giải đấu lớn có thể là cuối cùng này, CR7 đã tìm thấy chuyển nhân xứng đáng của mình. Hãy nhìn nụ cười của Ronaldo khi Bruno thực hiện thành công quả đá 11m để ấn định chiến thắng 2-0 của Bồ Đào Nha trước Uruguay. Nếu như trước kia, có lẽ Ronaldo đã nổi cáu vì anh bị thay ra và không được thực hiện quả penalty đó. Nhưng bây giờ, CR7 lại chẳng lấy đó làm phiền. Thay vào đó, anh nhiệt tình đứng dậy, vỗ tay tán thưởng người đàn em. Và với một nụ cười tươi rói ở trên môi, đó không phải là một nụ cười trò có và cái vỗ tay trò có. Đó là sự chia sẻ chân thành của một lão chiến binh nhận ra mình đã đến lúc dừng lại để các tân binh tiến lên. Trước đó, Ronaldo đã bị từ chối bàn thắng mở tỷ số. Bruno thực hiện cú treo bóng và CR7 băng vào đánh đầu. Ban đầu, bàn thắng được tính cho Ronaldo, nhưng sau đó ban tổ chức xác định nó thuộc về Bruno. Bóng chỉ khẽ chạm vào tóc của CR7. Tình huống này vẫn còn khá nhiều tranh cãi và nó khiến Ronaldo mất đi cơ hội có bàn thắng thứ 9 tại World Cup, bằng với thành tích của huyền thoại Ocebio. Nhưng Ronaldo cũng chẳng mấy bận tâm. Điều anh mong mỏi nhất lúc này chính là Bồ Đào Nha có thể giành chiến thắng tất cả các trận đấu còn lại để giành lấy chiếc cúp vàng danh giá. Chức vô địch World Cup chính là danh hiệu duy nhất mà Ronaldo còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình. Hơn ai hết, Ronaldo khát khao có được danh hiệu này tới tột cùng. Nhưng anh cũng biết rằng mình không thể một tay giành được nó. Cần phải có sự tỏa sáng của tất cả các đồng đội và đặc biệt là Bruno Fernandes. Tiền vệ 28 tuổi đang bước vào độ chín nhất trong sự nghiệp và anh cũng đang là ngôi sao tỏa sáng nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2022. Sau 2 trận, anh đã có được 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, một thành tích vô cùng ấn tượng. Với phong độ chói sáng của Bruno, cơ hội để Ronaldo giành lấy chức vô địch World Cup ngày càng rõ ràng hơn. Và sau đó, anh có thể vui vẻ nhường lại vị trí thủ lĩnh tại cả MU lẫn đội tuyển Bồ Đào Nha cho người đàn em. Một cái kết có hậu mà tất cả các fan của Ronaldo, của Bruno, của Man United và của Bồ Đào Nha đều mong mỏi.